Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lại video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Nay thì mình lại tiếp tục đi bộ xuống dưới cái lều của mình các bạn ạ. Bạn đi tiếp tục hoàn thành nốt cái căn lều. Hôm qua đang làm dở thì trời tối mất các bạn, chưa làm xong. Cho nên là hôm nay lại tiếp tục lắc đồ xuống kia làm nốt ngôi nhà gì kia. Tại vì hôm qua thì mưa to các bạn, bây giờ đang bị trời quang mây tạnh rồi. Nhưng mà xem dự báo là phải ngày mai ngày kia mới bắt đầu nắng các bạn ạ. Ngày mai vẫn trên nắng, nhưng mà ngày mai là bắt đầu tạnh rồi. Chiều nay mình không biết là có mưa thêm hay không nữa. Đó, đây là cái vườn ngô của nhà chú mình các bạn. Đang là cái mùa này vừa mới chuẩn bị phun cỏ ấy. Phun cỏ xong là phải bón thúc một lần nữa, là chuẩn bị mùa này mà có mưa là khá là tốt này. Đó, ngô tầm này là phải tưới mưa một lần, là sau này nó sẽ ra bắp đều, chứ hạn hán nếu mà không có mưa ấy, là mấy hôm nữa là nó và bắp nó sẽ rất là bé. Wow, nãy mình là quên mất đi đường kia, còn đi đi được bên này là hơi vòng các bạn. Đây là những cái đồi sắn này, là hôm qua là thấy hai vợ chồng chú mình là dùng cào để gọi là vun gốc sắn ấy các bạn. Còn bình thường là mình rất là lười phun bằng cuốc với cào, mình toàn là phun thuốc thôi. Nhưng mà đây chú ấy rất là chăm chỉ, chăm nhất làng, nên là dùng cào cho nó tiết kiệm các bạn ạ. Với lại là nó đỡ bị chết cây, chứ mà phun thuốc là phun cỏ nó hay bị trúng vào cây sắn, nên là nó sẽ bị chết khá là nhiều. Đây là cũng chuẩn bị phun thuốc cho cái đồi ngô này rồi. Đây mình có thấy là có đào một cái vũng nước ở đây. Đây này, chỗ này là cũng trời mưa là cái nguồn nước này nó bắt đầu nó chảy ra nhé các bạn. Còn bình thường là chỗ này nó không có nước. Đây, trời mưa là chỗ này là lại có một cái nguồn nước khá là to ở chỗ này, phải ngăn lại mấy bậc bơm lại với một cái lượng nước bằng tầm này là có thể đủ phun thuốc cho cả cái đồi này rồi. À, đây có rất nhiều cây gạo đấy các bạn. Đây là mùa chuẩn bị nở hoa rồi, mấy hôm là cây gạo này nở hoa đẹp lắm. Thì các bạn sẽ tiếp tục theo chân mình để đi sang cái căn lều kia và theo dõi mình làm tiếp cái ngôi nhà của mình nhé. Yo, đã tới nơi rồi. Sau một cái buổi tối trận mưa khá là to các bạn, nên là mọi thứ đồ đạc của mình đây không biết là cổ phòng bị ướt an gì không. Để cái mình sợ nhất là cái máy cưa của mình. Đó, hôm qua mình được không mang về, cho nên là để chỗ này, nên mình có dùng cái bao tải che lại. May mà nó cũng không bị ướt các bạn ạ. Chứ còn sợ mưa nó rơi vào, dính mưa là hỏng và cũng mệt đấy. Wow, hôm qua bảo ăn nốt bên này nhưng mà lại bị thiếu đinh các bạn ạ. Hôm nay mình vừa mới chạy đi sẽ mua thêm ít đinh nữa, xong là đóng thêm lại cái chỗ này nữa này.
Nó trước là mấy cái thanh này mình còn chưa đóng đinh, sợ mấy hôm là gió thổi là rung lắc cả ngôi nhà là hơi mệt đấy. Cho nên là hôm nay mình lại đi mua thêm ít đinh nữa để có mua thêm cả để còn sót lại một ít đinh, đây là đinh 7 sao, còn lại mua thêm mà một đây 5 lạng đinh này, đinh 12 các bạn, đóng cho nó chắc chắn. Nó chủ yếu là đóng mấy cái thanh bên dưới nó kinh, làm theo kiểu nhà sàn đúng không bạn, cho nên là bên bên dưới cái sàn này là nó cần phải làm chắc chắn một xíu. Đây này, trước là mình chỉ có đóng đúng một cái đinh đây mà còn là đinh đinh 10 nữa, mấy thanh dưới này khá là to cho nên là cái đinh 10 là nó có vẻ là nó hơi ngắn, cho nên là mình quyết định là phải mua thêm cái đinh này, gọi là đinh ra đinh 12 các bạn ạ. Đinh 12 là chỗ này là mình nghĩ là cũng cũng vừa rồi, họ đóng vào nó cũng phải ăn ăn vào một nửa này thì nó mới chắc chắn các bạn ạ. Ngày xưa là mình đi phụ cốt pha một một thời là dùng cái búa cầm vào đây xong rồi đập một phát dính luôn mà dạo này khó làm quá các bạn ạ. Dạo này với cả cái đinh này là đinh nó hơi to cho nên là nó hơi khó, nó không được sắc nhọn như kiểu cái đinh kia. Ồ, có vẻ là mình sẽ phải cố định máy lại các bạn ạ. Chứ còn là vừa cầm máy vừa đóng này là mình sợ sợ nó không vào được. Gì mà nó không vào nữa ta. Không hiểu cái gì các bạn ạ. Đóng đến đây rồi, cái búa này là không phải búa nhẹ đâu. Mà đóng nó không chịu vào. Nó như kiểu là nó bị ăn vào cái đinh trước ở trong này sao các bạn ạ. Không hiểu sao đóng không được vào luôn. Cong sang bên vậy, tục bên bên này mình lo nhất là bên này. Cái đinh này khá là cùn các bạn ạ, đóng không chịu vào. Có vẻ chắc chắn hơn rồi các bạn ạ. Ây à, mình lại chuẩn bị buộc lại mấy cái miếng che trên này xong rồi chắn nốt cái bên này lại để ây à
Dưới này là còn phải làm một cái bên 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 thềm chỗ này, còn làm nơi nghỉ mát ở ngoài này nữa. Đó, như kiểu là một cái sân ngoài trời chỗ này các bạn. Nhưng mà mấy hôm nữa phải chặt lại tre, mình nghĩ là cái đống tre này chỗ này không đủ. Ai à. Đó, mấy con gà này. Hôm nay là bắt đầu nó bắt đầu cảm thấy ưa ưa mình rồi đó. Hôm trước là chạy được, mình đến phát là nó chạy mất hút luôn. Đây, bây giờ cứ hôm nào đến là có thức ăn đấy, cho nên là bây giờ cứ thấy mình đến phát là nó lại bắt đầu nó bâu về đây. Mình ngồi đến là nó lại không dám về ăn các bạn, lại lánh ra đây. À, xem nào, nó có dám về ăn không. Đó, bắt đầu về rồi. Ở đây là chủ yếu là ăn cỏ với lại đợi mình đem thức ăn ra, chứ còn không là mấy con này chỉ có ngồi đây kiếm cỏ ăn suốt ngày. Sướng hơn mình khá là nhiều, mình còn lại vừa kiếm mình ăn lại còn vừa lo cho mấy con gà nữa. Tại ngô nhà mình cũng sắp hết rồi, mấy hôm nữa không biết là lấy cái gì cho mấy con này ăn. Nên là mang lên đổi cho nó đỡ tốn thóc, tốn ngô các bạn. Đây này, gà con dưới này cũng bắt đầu lon ton chạy về. Yo, xin chào, mình xin phép được dừng clip tại đây nhé. Các bạn nhớ đón xem cái tập tiếp theo để xem mình tiếp tục rào cái căn lều này như thế nào nhé. Xin chào tất cả các bạn.